身，完全自信心，时常能面对良心，天不会灰暗，或许是功不抵过，也不会疑问，一片真。求成全要牺牲，谁明白我心？论常和义利难分，不知怎去做人，一心想不先公正，却不顾你的情感。如某日我活得悲愤断崖，盼给每一吻温暖不厌余问。如我没法与你唱歌。Quỳ quỳ quỳ, nè, thứ gì mau, chú treo được kìa. Quỳ, thức dậy, thức dậy. Chú tập hợp. Ê, Tử Sang, thức gì mau, chú tập hợp kìa. Ê, ngủ chưa đã mà. Thức dậy mau. Attention! Anh, tại sao trễ nhất là anh? Tại vì hôm nay tụ họp sớm hơn thường ngày 2 tiếng. Trực giác cho tôi biết là có chuyện bí ẩn. Bây giờ trực giác cũng báo với tôi trễ nhất là anh. Kẻ không giữ kỷ luật cũng chính là anh. Trễ về chỗ. Tại sao chỉ có một chiếc giày? Phải tập tổng quê của cô không? Sơ, trong lúc hỗn loạn đã bị người ta đạp xúc đi chiếc giày. Cô, tôi không muốn nghe cô giải thích. Anh chị coi tướng của anh chị nha. Như vậy có giống một điều tra viên của ICC không? Hả? Tôi đây cũng phải chỉnh tề, có kỷ luật, không phải như cái tướng vẫn còn nằm mơ của anh chị. Trên đời này những vụ án tham ô xảy ra bất chợt, không phải chờ mình đi điều tra, cho nên thì giờ rất là quan trọng. Tôi không muốn nghe được bất cứ giải thích nào của anh chị nữa. Bất cứ người nào không giữ quy luật hay là khiến tôi bất mãn, tôi sẽ mời nó đi. Oh, understand? Yes, sir. Bây giờ chắc các bạn đã đói bụng lắm rồi, nhưng mà nhà ăn thì còn 2 tiếng mới mở cửa. Chúng ta cùng ra ngoài chạy 10 cây số để cho tỉnh táo một chút. Đi đi, đi đi đi, go 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 go. Chạy cho ngay. Một người đã đưa một người.
Sao đây, chưa có chuyện có được không? Không được cũng phải được mà. Chờ bị cái ông thần mặt đen vũa nó sao? Coi chừng nha, coi chừng bị cày đó. Chuyện gì? Tôi đập trúng miếng đá. Đã biểu cẩn thận chút mà. Sao đây, có cần nghỉ chút không? Hey, đừng có làm bộ lợi dụng. Này có sao không? Tôi chỉ đỡ cổ thôi mà, lợi dụng gì chứ? Cần chi anh đỡ, tốt bụng quá. Quê, giờ này mà còn nghi gỗ nhau sao? Đúng rồi, nói đúng mà. Cổ là một con chó, con là chó cái rất dữ. Anh nói gì đây, không chắc chắn. Tôi nói chuyện nghe không hiểu sao? Nè, đừng có gây gỗ nữa. Sao đây, biểu có người ra hợp hả? Dạ lên. Anh chị chạy vui vẻ lắm, thấy đã lắm phải không? No sir. Tôi biểu chạy nói đuôi đó mà. Sao đây, coi lời lẽ của tôi như gió thổi bên tai hay sao? Nếu đã như vậy thì chạy thêm nửa tiếng nữa đi. Cả người khác trở về ăn sáng đi. Còn không chạy hả? Yes sir. Cũng tại tôi mà thôi. Nếu không phải tôi thì bây giờ họ đâu có bị phạt chạy bộ. Khờ quá, mắc mới gì cô chứ. Hai người họ như là kiếp trước có thù oán nhau, đấu nhau từ lúc đi học tới bây giờ vẫn còn. Tiến Sang à, chiếc gì của cô phải không hả? Phải đó, cảm ơn anh. Anh lượm lại ở đâu vậy? Thì lượm ngoài sân. Cái chân cô không sao chứ? Đã không có gì, cảm ơn anh. Cái thằng mặt đen thiệt tình, không có chút tính người nào hết. Quê, chỗ này có người đó. Có người? Họ chạy về rồi sao? Về tới kìa. Không sao, mai mốt trò chuyện tiếp nha. Không gì chứ hả? Quê, bộ uống nước cũng đấu hay sao? Tôi cho anh biết, anh không có thắng tôi đâu. Cô vĩnh viễn không thể thắng tôi, trừ phi cô đổi phái làm đàn ông. Tôi cho cô biết nha. Phương Trắc Giang. Thôi bỏ đi, đừng gây nữa. Bỏ đi. Các bạn nghe đây, một phút sau tập hợp với thao trường. Yes sir. Các bạn nghe đây, huấn luyện ngày đầu hôm nay, mục đích là huấn luyện các bạn biết ứng biến với hoàn cảnh mới lạ và bản năng cầu sinh. Các bạn mỗi người có một ba lô, trong đó đựng những đồ dùng cần thiết mỗi ngày gồm có kim chỉ nam, nước uống và đồ hộp. Các anh chị có hiểu không? Nhưng mà tôi không mong là anh chị ăn đồ hộp đó. Nếu thấy đói thì dùng đôi tay, dùng đầu óc mà đi kiếm ăn. Loài người vốn là một động vật nguyên thủy, muốn sinh tồn phải thích nghi, tại vì ở trong xã hội kẻ mạnh thì sinh tồn, kẻ yếu thì chết. Tôi lặp lại một lần, tôi mong là đồ đạc trong ba lô của anh chị sẽ được giữ y nguyên. Rõ chưa? Yes sir. Anh chị bốn người một tổ, dùng bản đồ mà tôi giao cho anh chị, lên núi kiếm 5 điểm mà tôi chỉ thị.
Trong đó tổ trưởng của mỗi tổ có trách nhiệm chỉ thị thuộc hạ phải hoàn tất nhiệm vụ trong giờ chỉ định. Các bạn phải giám sát thời giờ với nhau và trở về đây vào lúc 6 giờ. Chúng tôi sẽ tới đón các bạn, rõ chưa? Yes sir. Xong xuôi. Ở đâu hả? Đằng kia kìa, mang lên đi. Hey, xin lỗi vậy. Xin lỗi nha, chỉ có một cái thôi. Đợt này chúng tôi ăn và đợt sau ráng kế lại đi. Ê, thì là ngộ quá ha. Trái bên đó đã bị tôi lấy rồi. Quay tới giờ rồi, mau lên đi. Mau lên, mau lên đi, mau lên đi, mấy giờ rồi kìa, mấy giờ rồi đó, mau lên đi, mau lên đi bà, mấy giờ rồi kìa, nhanh xuống đi, nhanh đi, nè, mau lên, chạy lên, nè, giờ đó, mau lên, sao hả? Mau lên, 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 mau lên. May mắn cho cô, vừa tới đúng giờ. Không phải may mắn, đó là nhờ thực lực. Giờ tới kìa. Nhà thế nào? Kiếm khắp nơi rồi, không có đường ra. Đều là rừng cây mà, không có lối thoát. Đừng uổng công, đây là đảo quan mà, kiếm cách nào cũng không có đường ra đâu. Coi bọn xếp trần tạm thời chỉ tới. Nếu không thì đâu có chuẩn bị ba lô cho mình. Ông đưa đồ hộp cho người ta, lấy cốc cho người ta ăn. Ý gì đi? Thử thách hả? Theo tôi nham hiểm thì đúng. Tôi đói bụng quá, tôi chống sắp hết nổi rồi. Tôi đã thử bị thủng dạ dày đó. Thử xem bỏ mặt đi, sức khỏe quan trọng hơn. Tôi có đồ hộp cho cô ăn. Ây da, cái lon của tôi quá hạn rồi. Hay là các bạn cho tôi một chút nha, một chút thôi. Đi chung chuồng mà, giúp đỡ nhau đi. Được mà. Nè, nha. Uống. Chào các bạn. Tin là tối qua chắc các bạn khó quên. Chúng tôi thì không tệ mà. Đúng 6 giờ là tới đón các bạn. Đã nói cái thằng mặt đen chơi mình mà. Được rồi. Bây giờ coi các bạn có làm theo hay là không. Bây giờ các bạn nghe đây. Tất cả đồ hộp trong ba lô các bạn lấy hết ra. Tại sao chị ăn lo đồ hộp đó? Sơ, tại vì tôi không muốn bị chết đói. Thà giữ gìn sức khỏe.
Thà giữ gìn sức khỏe à? Người bị khu đồ hợp ra sao? Đã không suy nghĩ rõ ràng, đã bất chấp hậu quả. Anh chị có biết đồ hợp nói lên điều gì hay là không? Đồ hợp đã nói lên cạm dỗ dò thám là cạm bẫy của xã hội. Đây là một sự huấn luyện thể xác, rèn luyện ý chí. Thành công hay là không, các bạn đã hiểu rõ ràng chưa? Hai, ba, bốn. Đây là Trần Công, là ông chủ của công ty Trịnh Lực Quay. Chúng ta đã theo dõi một thời gian, phát hiện người này có thể giúp mình kiếm ra được chứng cứ tham ô của tổ phòng quản. Nhìn tướng của hắn đã biết không phải là người tốt rồi, anh tin là hắn sẽ giúp mình sao? Chúng tôi đã điều tra, dạo này công ty của ổng đã có nhiều ngoại lao làm công trình cho ổng. Và số ngoại lao là con số hạn định. Trong ngành kiến tạo một năm chỉ có phê 300 người, nhưng mà làm việc cho Trần Côn đã có 57 người. Nhìn theo thống kê của hắn có thể dùng nhiều ngoại lao như vậy, tuyệt đối là không hợp. Trong này nhất định có quỷ quái. Một mặt khác, chúng tôi phát hiện ổng đã tới lời mật thiết với những người có quyền phê hạch ngoại lao tới Hồng Kông làm việc. Chỉ cần chúng ta nắm được cái cán về phương diện này của ông ấy, thì ổng phải làm nhân chứng cho chúng ta để điều tra cái vụ tổ phòng quả này. Hoàn toàn chính xác. Ông chủ lộ mặt rồi, em nhỏ đi đánh giày. Số 1 nhận được, bây giờ đi đánh giày. Ông chủ uống cà phê xong, cơ bộ nghỉ được rồi. Số 3 nghe được. Gọi đây ca. Ông chủ như không có hành động gì, nhưng mà cơ bộ như đang chạy điện thoại. Đại ca, tôi nghe rồi, sẽ phải đàn em đi đón banh. Đại ca, ông chủ như là không có chuyện gì làm, đang giết thời gian thôi. Hừ, cái thằng này làm gì sao có đi qua đi lại vô duyên như vậy chứ. Đại ca, điện thoại của ông chủ reo đó. Em nhớ nghe đi, số 4 thì cho ông chủ. Alo, sao đây đại ca? Đang chờ điện thoại của anh đây. Bây giờ ở đâu hả? Đang tắm xong, bây giờ vô phòng đấm bóp. Wow, sùng sướng như vậy, tại sao không rủ luôn tôi chứ? Tôi vậy đi, tôi gọi luôn hai đứa em ra chỗ cũ chờ anh nha. Cùng vào đánh bài. Nè, đấm bóp xong rồi đánh bài nha. Ở chỗ cũ? Chỗ nào? Hình như có một quán ăn tên là chỗ cũ. Nếu đã thì chứ, bọn mình tan sở xong hay tới Phúc Ký ăn lẩu cũng kêu là chỗ cũ đó mà. Đại ca, ông chủ như là muốn lên xe taxi. Anh Đoạn à, cho mượn lưỡi nha. Cầm lấy đi. Lập tức cơ cầu trên lực của họ kịp trước. Phải có một chỗ tắm hơi đã bớt hay không? Kiếm ra chưa? Sếp Cư, ở trên kim tước quả thật có một chỗ tắm hơi. Sao sếp biết? Thoải mái chứ hả? Thoải mái quá. Ê, mới tới hả? Chưa có hề gặp đó. Dạ phải phải ông chủ, tôi ngày đầu tiên đi làm thôi. Đi làm ngày đầu đó. Ê, các vị ông chủ lào tài phát tài nha. Các vị đều phải ăn cho nhiều. Nói gì đây, các người đều ăn như vậy á thì ai thua đây? Thì tôi thua nha. Ngồi tại trên và đối diện với Trần Côn đều là đàn em theo ổng kiếm ăn. Coi bộ những người đánh bài này quen nhau đó. Theo tôi thì chỉ có Ma Giáo, không phải chỉ có đánh bài đơn giản gì đâu. Cô thiếu rồi biết. Thế nào đại ca, lúc nãy trên lầu kiếm số mấy đánh bóp đây? Dĩ nhiên là cái con 88 khá lắm đó. Cao tài lắm, sùng sướng rồi chứ gì. Bạch bản. Bạch bản hả? Ê, 10 phan đó. Anh à, bị đứt gì rồi, vô gắn lại mau. Ông chủ, thêm trà. Thêm trà. Đánh một vòng còn chưa xong đó, chưa uống xong trà. Trà nguội rồi thì hết ngon. Nè, tặng riêng một mâm trái cây cho các ông. Hey, cái chị này thiệt là khéo làm ăn ha.
À, nè, tặng đây cho chị đó. À, chào, cảm ơn ông chủ. Ông chủ anh cho chiều nha. À, chị nói đúng à, tôi là ăn chắc rồi, tôi ăn chắc đó. 4 vạn. Anh Na không đi đóng phim thì là lãng phí. 4 vạn. Quay, cái con heo nái đó có khỏe hay không vậy? Mỗi lưới xanh 10 con. Ờ, nhiều heo vậy hả? Khó khăn sao? Quay, anh đã nói rồi, khó khăn cũng phải làm cho. Nè, chừng nào mới trả heo? 5 tây tháng sau. Ê, yên tâm đi, chị nói giao cho tôi. Ê, hôm nay được vui chứ gì, hốt bạc đầy túi. Khách sáo làm gì, đãi nàng có muốn nha, đãi nàng bầu ngư cũng được mà. À, ông chủ đi rồi hả? À, tôi xin chào ông chủ. Quê, lúc nãy thấy ai cũng quá. Nè, tôi là chủ nhiệm điều tra cao cấp của ICAC. Bây giờ nghi ngờ các vị đã xúc phạm điều lệ phòng tham ô. Các vị có quyền giữ yên lặng, nhưng nếu mà các vị muốn nói, chúng tôi sẽ ghi lại. Madam à, đánh bài bị thua không có phạm pháp chứ hả? Như vậy ai cái người bị thua có thể bắt về hết, có làm sao được đánh đây? Đánh 4 vòng có 4 ván đánh què ông, cho tới 10 ván 10 bàn. Còn 2 ván khác là của đàn em cho ông tới. Ông không thấy có vấn đề hay sao? Xếp 2, đánh 8 vòng chưa được tới, xếp chữ thử qua sao? Tôi đã từng thử qua, nhưng mà tôi không cho tới 17 đâu. Trước sau cũng bị thua thì đương nhiên liều mạng rồi. Anh liều mạng hay là anh thí mạng đi? Anh coi vấn bài này, anh tự bốc con đông cùng một màu. Anh không tới mà đánh cho nhà dưới tới đại tứ hỷ, anh giải tới sao? Chỉ được 4 vàng tới làm gì, đương nhiên phải làm cùng màu chứ. Ồ, chơi nhỏ không chịu tới. Anh coi ván này tự bốc một tròn thập tam yêu đủ lớn rồi chứ. Mười mấy phan mà không tới mà đánh cho nhà dưới tới như vậy. Hey, chừng nào đánh bài với tôi để tôi được lời. Trần Câu đã nhận hết rồi. Hắn lợi dụng đánh bài để hối lộ, để mua chuột nhà dưới, kẻ mà phê Nguyễn Lao cho hắn. Hắn còn nói là trại heo của hắn 5 tây tháng sau sẽ khai trương, có nghĩa là công trường mới 5 tây sẽ động công. Như vậy heo con nghĩa là ngoại lao? Không sai. Lý Cường đó đã đổi qua tội xuất nhập cảnh, và Trần Côn đã hứa là làm nhân chứng định giờ. Lần này rất là suôn sẻ. Nếu là như vậy, à Luân à, anh giả ra làm đàn em của Trần Côn. Chúng ta phải dùng chung cánh lồng của tổ phòng quả số 7. Không thành vấn đề. Kiểm xong rồi hả? Không thành vấn đề chứ. Để tôi giới thiệu nha, thằng cháu của tôi từ Trung Quốc xuống, bây giờ tên tôi kiếm ăn. Luân à, chào người ta đi. À, chào sếp, mạnh giỏi. Sếp Trung à, cái công trình này được phê chuẩn màu chứ? Nếu làm đúng luật lệ thì không thành vấn đề. Ông chủ của tôi muốn được làm ăn cho sớm, có thể nào phê màu chút không vậy? Nếu nhìn không tiếc tiền, làm đẹp mắt một chút, tôi xin với cấp trên chắc không thành vấn đề đâu. Sếp yên tâm, tôi nhất định làm cho thiệt tốt mà. Tôi cũng vậy. Nếu nhanh không tiết tiền làm đẹp mắt một chút, tôi thỉnh thị với cấp trên chắc là không thành vấn đề. Sếp yên tâm, tôi nhất định làm theo quy cũ mà. Tôi cũng vậy. Rõ ràng là nói tới cái vụ giao dịch. Tiếc là mình không thể biết Trần Côn, nói cho lộ liễu một chút. Trung Khánh Long cũng rất là lanh lợi. Vậy còn mai giáo lắm, chưa hề nhắc tới tiền bạc. Nếu không thì đâu có lâu như vậy mà không bắt được hắn. Hắn làm việc rất là cẩn thận. Cẩn thận cách mấy đi nữa, sớm muộn hắn sẽ lộ ra sơ hở mà. Anh Luân đã bám sát rồi, không lâu mình sẽ bắt gọn ổ cái đám người này đâu mà. Tôi có lòng tin không lâu sẽ được thành công. Ờ, đã sắp 6 giờ rồi. Thiệt, 6 giờ rồi ha. Có hẹn ai không? Điền gặp chung nha. Xin lỗi, tôi đã có hẹn rồi. À, không sao. Thực ra má tôi cũng đã nấu canh, để khi khác nha. Được. Vậy tôi đi trước. Bye bye. Bye bye. Ờ, chuyện gì? Không, đi chơi vui vẻ nha. Cảm ơn. Alo, em tan sở rồi, qua đón em đi. Có thiệt không đây? Anh đã hứa là đưa em đi coi pháo bông đó mà. Em đã từ chối người ta rồi, không thèm nói với anh nữa. Em về nhà mới thanh toán anh sau. Bye bye.
Má à, hôm nay em muốn gì vậy? Cái gì? Má với ba đã hẹn với bạn ăn cơm hả? Ờ, không gì, để con tự lo liệu nha. Ờ, bye bye. 我和你，男和女都逃不过爱情。谁愿意有勇气不顾一切付出真心？你说的不止你，还包括我自己。该不该再继续？ 该不该又会萦绕爱意，一步一步靠近？我对你有一点动心，却如此害怕看你的眼睛，有那么一点点动心，一点点迟疑，不敢相信我的情不自禁。我对你有一点动心，是结果是悲伤还是喜？ 有那么一点点动心，一点点迟疑，害怕爱过以后还要失去，难以抗拒。最怕就是动了情，虽然不想不看也不听，却陷入爱里。 Một ly siro chanh, cảm ơn. Không ngờ má của anh cũng gạt anh ha. Tôi cũng không ngờ có người dám bỏ hẹn với cô. Thế gian này rất là công bằng. Cách ngôn của ICIC mà. Nói thiệt nha, lúc trước tôi cũng chưa có từng tới đây ăn mì. Việc gì cũng có lần đầu tiên. Tôi cũng không ngờ được cùng cô tới đây ăn cơm tối. Chỗ này cũng khá lắm mà. Nhưng mà như vậy, nếu mà có chè nóng đi ăn thì hay quá. Dĩ nhiên có chứ. Ý, là đậu hũ nóng hổi, mới ra lò gì bà, thơm ngon đáo để. Anh giỏi thiệt. Ha, nhưng mà bây giờ nếu có cà phê hay là trà nóng thì càng hay hơn nữa. Không thành vấn đề. Ây da, cà phê ý đề lợi thơm nồng và trà sữa trơn tru, tùy cô chọn lựa. Âm nhạc say mê anh có hay không? Đã chuẩn bị sẵn hết rồi. Tôi không hối lộ ông đâu. The only thing that's right, my first love. Yeah. Có phải là ngon lắm hay không? Tôi rất là thích ăn cái loại kem này. Thấy cô ăn kem cũng có cả VIP, đã biết rồi. Ừ. Cái bữa vừa rồi không có tính đồng. Ừ? Mai mốt phải kiếm một quán ăn tiền khá một chút. Ừ, ăn bữa bù lại. Được. Ừ, tôi nói thiệt đó. Vậy có cần nghĩ sẵn bữa đó ăn cái gì hay không? Cô thích ăn gì? Ăn hết rồi, nhưng mà cái tài dừa quá. Tôi có cần gì? Cảm ơn anh. Quốc Anh. Đã khuya rồi, chúng ta đi. Tài xế ở không cần phải lên cờ. Quốc Anh, từ từ lên được rồi. Ngày mai gặp. Bye bye. Bye bye. And forever, forever, I
Ê, về rồi hả? Đã rình thấy rồi. Rình thấy cái gì? Rình thấy người ta trợn mắt nhìn xứng chị, không có chịu đi. Sao không có mời người ta lên nhà uống ly trà? Thiệt là tò mò. Lần đầu tiên Quân biết tôi hay sao? Ê, có phải cho người ta cơ hội không? Chị đó nhờ, còn nói nữa, rõ ràng đã hẹn với tôi rồi, lại bỏ hẹn. Ê, chị phải cảm ơn tôi thì đúng hơn. Còn lâu. Với chị nhà thiệt ở hiện không có gặp lành đâu. Ê, đừng có coi. Nè, anh cũng khá lắm chứ hả? Nè, trưởng thành chững chạc, cùng nhau làm việc, và còn có tương lai lắm. Anh là cấp dưới của tôi. Wow, có quan niệm giai cấp như vậy là không có được. Vậy còn chị? Chị cũng chuyên chọn những người lái máy bay, sao không thấy chọn tài xế taxi? Chuyện của tôi thì lại khác. Nè, hãy nói chuyện với chị đi, hả? Không thèm nói chuyện với chị, giữ giọng lại đi hát karaoke. Không được, sao lần nào tôi về chị cũng như vậy chứ? Chị phiền quá đi. Không có tôi làm phiền chị sẽ bị chán chết đó. Ê, sao lại vô phòng của tôi? Tôi nói không có sai đâu, chị vẫn nhớ tới bách cờ. Đã chia tay lâu rồi mà. Từ đầu con nói là nhớ tới ảnh. Còn nói không hả? Chị coi chứng cứ rành rành kìa. Ê, tấm hình này lâu nay đã để ở đó mà. Tôi làm biến đổi cái tấm khác thôi. Phải, chị làm biến đổi tấm khác hả? Cô hai à, cái gì cấm tình thì phải tiến thẳng không ngừng để kiếm mục tiêu mới mà. Ê, chị có nhiều mục tiêu như vậy, cứ chừng bị bệnh sida đó. Wow, tư tưởng của chị thì không sạch sẽ. Tư tưởng của tôi cởi mở, không có nghĩa là thể xác cũng cởi mở đâu. Vậy sao? Chị nói luôn đi. Nói cho cùng là chị vẫn nhớ tới bách cơ mà thôi. Tôi phải thay đồ ngủ sexy đó. Chị có bỏ qua cho thể xác của tôi hay không? Wow, chị sexy quá. Coi coi ra sao. Ê, đừng có nhiều chuyện mà, ra ngoài đi. Không đi, dạ. Không đi. Dạ, đi ra ngoài, mau lên. Nè, lần sau đừng có cãi lại nha. Đừng có kiếm tôi nữa đó. Quá đi à. Ông là Trần Tiến Bác phải không? Chuyện gì? Chúng tôi là chủ nhiệm điều tra ICC. Mấy vị này là bạn chung sở của tôi. Bây giờ chúng tôi nghi ngờ ông đã xúc phạm điều lệ điều số 2 của phòng tham ô. Ông Trần Tiến Bác, trừ phi ông có nguyên nhân đặc biệt, ông có quyền giữ trầm lặng. Nhưng mà tất cả những gì ông nói mai này sẽ thành chứng cung khi ra tòa. Xin hỏi ông Trần Tiến Bác có hiểu hay không? Cũng hiểu lắm. Ông Trần, lệnh xét nhà của chúng tôi. Ông Trần, chúng tôi sẽ xét người của ông. Và bây giờ cảm phiền ông lấy hết đồ trong người ra, kể cả căn cước. Ông Trần Tiến Bác xin hỏi, có phải ông đã lấy hết đồ đạc ở trong mình ra hay không? Nếu như phải, bây giờ chúng tôi bắt đầu xét mình ông. Tự nhiên. Cảm phiền ông đứng sát vào tường. Anh Bình, làm việc anh sát lại lần nữa. Ông Trần, làm phiền nữ giang hai chân đây một chút. Không gì. Ông Trần, xin hỏi có phải xe của ông đậu ở bãi đậu xe dưới này không? Phải xét cả xe của tôi sao? Ông Trần, bây giờ chúng tôi bắt đầu xét xe của ông. Ở trong các miếng chè nắng kiếm được bao thơ. Trong thơ có 13.000 tiền mặt, 13 tấm giấy 1.000. Trong chỗ đường tiền lẻ kiếm ra được một bằng lái xe của chủ xe.
Ở chỗ ngồi đằng sau chiếc xe có một cuốn tạp chí, trong đó đã kẹp 8 tờ giấy bạc 1.000, tổng số là 8.000. Tôi đã xét qua rồi, không có gì. Bên tôi cũng vậy. Anh Bình, làm phiền anh xét lần thứ hai. Được. Có phát hiện mới không hả? Sếp Trần đâu? Ờ? Đi kiếm. Đi kiếm đi. Thấy không hả? Sao chị sơ ý quá vậy? Cả tên tình nghi bỏ chạy luôn cũng không hay biết. Kiếm ra chiếc ghế để làm gì? Chỗ này có gói đồ, có thể coi nói là xì ke hay là cocaine, whatever. Miễn là đồ di cấm, anh chị kiếm không ra. Chỗ này có hai quả đường dầu xăng, một tấm của xe này, một tấm thì không phải. Cái này đều là manh mối mà. Các anh chị đã sợ ý không lấy đi. Đầu máy nhìn một cái đã ra rồi, trừ phi là tháo đầu máy ra. Trên cơ bản xét cũng dư thừa. Bằng lái xe của chủ xe thì kiếm ra, nhưng mà các người không phát hiện tấm đó chứ không phải là tên Trần Triển Bác. Tôi nhà mua vé số bảy lầu á, chỉ trúng được có 3 chữ thôi. Còn phải hùng với dì 12 nè, dì 13, dì 14, còn bà ngoại. Mỗi người phải hùng 30 mấy đồng. Vậy thì anh thất bại đó. Anh lại khá lắm sao, anh cũng đâu trúng được chữ nào. Quay, anh Long à, anh may mắn vậy hay là cho tụi này hùng đi? Phải đó. Vậy sao được? Sao không được chứ? Tôi không phải lý này, chúng tôi đã quen hùng với nhau rồi. Bây giờ cho hai người vô không tiện lắm. Chuyện gì, sao bị chúng tôi làm chìm xuồng hả? Đúng vậy, ngày sanh tháng đẻ của hai anh không hợp mà. Anh coi xe đi, tôi mua cho anh được rồi. Được, cảm ơn. Công trường mới của Trần Công làm việc chưa? Hồi đang làm. Được làm việc thì là chuyện tốt. Nay mai tôi sẽ ăn lương dài dài, trừ luôn mấy ngày phép. Trước khi được nghỉ phải trúng số thêm lần nữa. Tôi cũng định làm thêm lần này rồi nghỉ việc. Sẵn bây giờ giá nhà đã xuống, đổi căn nhà lớn hơn đi. Để cô đã. Long à, sẵn bây giờ còn trẻ, kiếm được bao nhiêu thì kiếm đi. Trời nắng thì chúng ta phải chuẩn bị cho trời mưa. Mai mốt cũng không biết là xã hội gì. Nè, có tiền trong tay thì sẽ có cảm giác an toàn hơn. Yên tâm đi, chúng ta đâu phải lấy mạng đi liều chứ. Miễn là kêu bọn họ, chuyện gì cũng phải theo cho xác. Vậy là không có sợ hở. Phải. Vợ của tôi gọi tôi về ăn cơm. Bà nấu canh ngon lắm. Xếp bà đi chung nha. Thôi đừng, tôi đặt bàn rồi, ăn đồ Thái Lan. Còn anh, mau trở về nhà, làm một người chồng tốt đi. Trần Côn đã theo chỉ thị của Trung Khánh Long đem 2 triệu bạc chuyển vào trương mục của một người tên là Dương Tinh. Tôi đã coi qua, cái người này 60 tuổi, nhưng mà đã bị mất tích rồi. Rõ ràng là trương mục Thái không. Hắn lợi dụng trương mục của người ta không có ra mặt, để tùy chuyển đi chuyển lại,
rồi khó bị phát hiện. Madam, vậy bây giờ mình phải làm sao? Chuyện này không có đơn giản như vậy. Họ không mạo muội kiếm người đứng tên ở trong chương mục để mà đi rút tiền. Nhưng mà người nhất thiết phải đi rút tiền chứ. Xin Cường, phân phối người. Dạ. Lần này chúng ta rác cho mục tiêu xuất hiện. Chị Anna, chị liên lạc với ngân hàng, nhờ họ hợp tác theo dõi chương mục của Dương Tinh Kỳ. Dạ biết. Các người khác thì tới các chi nhánh để chờ lệnh. Dạ. Tôi sẽ ở lại tổng bộ để liên lạc. Yes madam. Nhắc tới mới nói chứ, bây giờ giá nhà như là giá hải sản, mỗi ngày mỗi khác. Dạ phải, có lên có xuống. Ờ phải, tôi nghe người ta nói làm ở ngân hàng sẽ được vay lãi thấp, có phải không? Đương nhiên là phước lợi của công nhân đó mà. Như vậy mới có thể tăng cường cảm giác quy thuộc của bọn họ. Tôi cũng muốn chuyển vào ngân hàng để làm. Thế nào, có phải chương mục của Diêm Tinh Kỳ có người rút tiền không? Alo. Madam, chương mục của Diêm Tinh Kỳ đã chuyển tới chi nhánh khu Tây trong một chương mục tên là Lục Thạch Xuân. Liên lạc tiếp. Gọi các đơn vị phải cương thủ vị trí của mình. Chuyện gì? Có người bắt đầu rút tiền. Madam, chi nhánh khu Tây có người bắt đầu rút tiền. Nói với giám đốc sáng tới vài giờ rút tiền. Madam, bây giờ chúng tôi ở gần khu Tây, tình hình ra sao trả lời? Chương mục của Dương Tinh Kỳ vừa chuyển sang chương mục của Lục Thạch Xuân. Bây giờ đang có người rút tiền trong chi nhánh gần khu của anh. Chúng tôi sẽ đến hiện trường ngay. Giám đốc Hồ hả? Ông về đi toilet. À, được được, nói ông điện thoại cho ông xong nha. Ông Lục à, có phải lấy hết giấy bạc 1.000 hay không? Giấy 1.000. Giám đốc Hồ, giám đốc Lý của tổng bộ điện thoại tới, nói là có chuyện phải kiếm bà. Ờ được, cảm ơn. À, ông Lý hả? Maria đây. À được, tôi biết xử mà. Vị nào đang làm chương mục của Lục Thạch Xuân? Dạ tôi. Đây là ông Lục hả? Dạ không phải. Người đâu? Ông đã lấy tiền bỏ đi rồi. ICIC, anh cầm nó về Trung Quốc làm hoàng đế đi. Trong nửa năm đừng có xuống đây. À, tôi biết xử sao mà đại ca.不是共情，却不顾你的情感。